Em chào anh Ân ạ. Dạ, dạ anh chị. Ơi, thời tiết đang mưa nhiều như thế này, mình đang làm gì trên cây cà phê đây ạ? Vừa rồi cũng cũng có một số nó bị vần lá, thì em cũng khắc phục rồi, mà hôm nay xuống coi thử cái vườn cà phê nó có hiệu quả trả lại cái cũ không? Cái vàng lá đó là theo như mình thì là nó bị bệnh gì không anh? Không chính xác lắm, nhưng mà nó cũng chắc có thể là nó bị phân bón gì đây thì em cũng không rành lắm. Mà giờ rồi cũng có thuốc, xịt thuốc rồi để mà không biết như thế nào. Vậy thì những băn khoăn thắc mắc này của anh á, Minh Thư sẽ nhờ chuyên gia giải đáp cho anh ngay trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời anh đi gặp chuyên gia của chương trình nhé. Dạ vâng ạ, chúng ta đi anh. Minh Thư xin được giới thiệu với anh Ân cũng như là bà con nông dân. Đây là chuyên gia của chương trình, tiến sĩ Phạm Công Trí đến từ Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên. Và giới thiệu với bà con nông dân, đây là anh Đặng Đình Ân ở thôn 4, xã Nhân Đạo, huyện Đắk Đờ Lấp, tỉnh Đắk Nông, chủ vườn cà phê mà chúng ta đang thực hiện chương trình. Thưa tiến sĩ Phạm Công Trí ạ, trong chương trình Cùng Đồi Trâu Làm Giàu của Đài Phát thanh Truyền hình Đắk Nông ở kỳ trước thì chúng ta cũng đã đề cập đến cái hiện tượng là sốc nhiệt ẩm trên cây cà phê. Một số vườn của bà con nông dân thì có cái hiện tượng là vàng lá, rụng cháy non sau khi mà bón phân. Và vừa rồi đi thăm vườn của nhà anh Ân thì anh cũng có chia sẻ rằng nhà anh thì cũng đang bị vàng lá. Không biết là nguyên nhân vàng lá thì do đâu thưa tiến sĩ? Vâng, thì chúng ta thấy cái vàng lá cà phê là một cái biểu hiện đã được phát hiện từ rất lâu, và Bộ Nông nghiệp cũng từng đã có một cái đề tài về quản lý vàng lá trên cây cà phê. Bản đi một thời gian thì vấn đề nó bùng phát trở lại, vì chúng ta thấy rằng khi mà cái yếu tố ảnh hưởng của biến đổi khí hậu thì các cái nguyên nhân thứ phát nó sẽ tích tụ lại và nó bộc phát. Trước đây có rất nhiều nguyên nhân vàng lá cà phê đã được nghiên cứu và chỉ ra, như là rệp sáp, tuyến trùng, nấm thối rễ, thối nước thân, rồi các bệnh về thân cành lá, rối loạn sinh lý, rối loạn dinh dưỡng, hoặc là do cái ngộ độc nhôm hoặc là ngộ độc hữu cơ. Tóm lại chúng ta có rất nhiều nguyên nhân về mặt kỹ thuật. Tuy nhiên chúng ta thấy những nguyên nhân kỹ thuật đơn giản đấy, và nó nếu nó là đơn lẻ thì người nông dân có thể xử lý bằng các biện pháp kỹ thuật thông thường thì chúng ta sẽ giải quyết được cái vàng lá. Tuy nhiên trong cái bối cảnh vừa rồi thì vàng lá nó tích lũy đa nguyên nhân cùng với cái biến đổi khí hậu rất là khốc liệt. Nó đảo pha mưa nắng, tức nó làm cho cái nhịp sinh học của cây cà phê bị rối loạn, và cái sốc nhịp ẩm nó trở nên rất là nặng nề. Bởi vì cây cà phê nó sẽ có một cái chu kỳ sinh lý, đến tháng đó, đến những cái vị trí thời tiết như thế nó sẽ chuyển cái pha. Nhưng và vì năm nay nó khác thường cho nên rõ ràng là sốc rất nặng. Và người nông dân thường thì dùng các cái biện pháp kỹ thuật phổ biến mà lâu nay bà con vẫn làm. Đặc biệt là khi cây vàng lá thì người nông dân nghĩ đến đầu tiên đó là dinh dưỡng. Cho nên khi mà sinh lý cây nó bất ổn, nó phản ứng với thời tiết và sốc nhiệt thì người nông dân mà đưa phân bón vào thì vấn đề rất là nhiều vườn nó bị trầm trọng hơn. Và vừa rồi khi mà chúng tôi đi khảo sát rất nhiều vùng, chúng ta thấy rằng Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, thậm chí Đông Nam Bộ đều bị. Hiện nay thì cái vấn đề vàng lá thì cơ bản thì đã có cái giải pháp để mà điều trị. Tuy nhiên cái vấn đề mà đưa thông tin đến ở các nông hộ được cập nhật để mà họ quản lý vườn cây của mình thì là vấn đề rất là quan trọng bây giờ. Thưa tiến sĩ, gần đây thì chúng ta, và nhất là bà con nông dân thì cũng được nghe nhiều đến cái cụm từ đó là sốc nhiệt ẩm. Vậy thì bà con nông dân nên hiểu như thế nào về sốc nhiệt ẩm ạ? Chúng ta có thể hiểu một cách nôm na như thế này. Cái vấn đề thời tiết và điều kiện trồng cây cà phê và các cây trồng thì nó gồm rất nhiều yếu tố. Trong đó có hai cái nhóm yếu tố chính, đó là nhiệt độ và ẩm độ. Thì có thể là ẩm độ không khí, ẩm độ đất, nhiệt độ không khí, nhiệt độ đất, nhiệt độ môi trường, vân vân. Thì ẩm độ thường nó có hai cái thái cực, đó là quá khô hoặc là quá ướt, rồi là còn nếu điều kiện trung bình thì lại thích hợp cho cây. Nhiệt độ thì có là quá nóng hoặc quá lạnh. Thì từ bốn cái trạng thái đó nó sẽ xảy ra bốn cái cực đoan của thời tiết, tức là quá nóng và quá khô thì chúng ta gọi là hạn hán khốc liệt, còn quá vá lạnh và quá ẩm thì chúng ta gọi là nó bị tình trạng là úng lạnh. Còn có những thái cực khác như là nóng và ẩm và lạnh và ẩm, thì nó còn lạnh và khô vân vân, thì những cái thái độ nó cực này nó làm cho cây cà phê và các cây trồng không sinh trưởng bình thường, cho nên cái sinh lý cây nó bị rối loạn. Cho nên với cây cà phê khi nó bị sốc nhiệt ẩm, nếu chúng ta đỡ bình thường chỉ cho ăn phân hạt một cách bình thường thì nó lại không thể nào hồi phục được, và cái tình trạng nó làm cho cái rối loạn sinh lý trở nên trầm trọng hơn, dẫn đến lá quả nó rụng nó vàng.
Cho nên muốn giải quyết tình trạng này thì chúng ta phải kích lại cái hoạt hóa cây, tức là chúng ta xử lý tình trạng trì trệ sinh lý của cây. Thì đó là những cái lý do mà khi cây bị sốc nhiệt ẩm thì chúng ta phải có cái giải pháp là giải độc và hồi cây, chứ không thể đỡ cây một cách bình thường được. Anh An ơi, khi mà nghe đến cụm từ sốc nhiệt ẩm mà tiến sĩ Phạm Quang Trí vừa giải thích cho chúng ta thì anh có thắc mắc gì không ạ? Làm sao mà mình biết nhận thức được cái sốc nhiệt ẩm là nó như thế nào để cho mình biết trước anh? Vâng, cái ý của anh An cũng là cái ý mà rất nhiều nông dân quan tâm, và hiện nay phải nói là Viện Tây Nguyên cũng thường xuyên nhận được các cái điện thoại hoặc các cái email và đã hỏi về cái thông tin là làm sao để nhận biết cái sốc nhiệt ẩm và cái cách xử lý nó. Thì chúng ta thấy rằng cái sốc nhiệt ẩm nó liên quan đến yếu tố thời tiết, cho nên trước hết là người nông dân phải quan sát cái yếu tố về mưa nắng như thế nào. Chúng ta thấy rằng sau những cái đợt ví dụ như nắng kéo dài, mưa đột ngột hoặc là mưa nắng thất thường, hoặc là nó xảy ra tình trạng là thay vì thường niên giai đoạn nó là mưa đều thì bây giờ nó nắng, hoặc giai đoạn thường niên ở lúc đó nắng thì bây giờ nó mưa, tức là những cái pha ngược thời tiết so với thường niên thì nó sẽ dẫn đến cái bất thường trên cây. Và khi anh thấy thời tiết như vậy thì anh đi thăm vườn anh sẽ nhận thức ra những dấu hiệu bình thường. Ví dụ mình thấy vào thường niên thì giai đoạn này cây cà phê mình nó sẽ phát đỏ hoặc là nó ra lá non, hoặc là mình thấy rễ tơ nó sẽ có trên mặt bồn. Nhưng mà vào cái giai đoạn mà đầu mùa mưa hoặc là nửa giữa mùa mưa phía trước, tức là chúng ta thấy thường tầm từ tháng 6 đến tháng 8 thường niên là cái giai đoạn mà rất thường xảy ra sốc nhiệt ẩm, thì cái giai đoạn đó chúng ta sẽ thấy là cây nó xanh đen nhưng nó ngừng ra đọt, rồi sau đó là rễ tơ không bọc lên. Khi người nông dân moi rễ cái cây cà phê lên thì chúng ta thấy rễ nó ngừng phát triển và có dấu hiệu là bắt đầu thối thâm. Thì giai đoạn này chúng ta thấy có rất nhiều nguyên nhân về mặt kỹ thuật, nhưng đó là những cái biểu hiện mà cây cà phê chúng đã bắt đầu có dấu hiệu sốc nhiệt ẩm. Khi mưa xuống cây nó không bật đọt, có nghĩa là rễ nó không hoạt động, mà rễ không hoạt động nó không hút nước được, nó không hút được phân bón, thì các biểu hiện tiếp theo nó sẽ diễn tiến. Sau đó chúng ta sẽ thấy những cái lá già nó úa sớm hơn, rồi những cái lá bánh tẻ nó vàng sớm hơn, và dẫn đến những cái đọt non nó ra nó dị dạng. Ví dụ như hai cái lá non nó không bằng nhau, ngọn non nó chậm phát triển hoặc là nó bị cháy mép lá. Thì đó là những cái dấu hiệu rất bất thường trên cây. Nếu như người nông dân xử lý ở giai đoạn này thì chúng ta sẽ tốn ít công sức và ít các cái yếu tố đầu tư hơn. Nhưng nếu mà đỡ nặng hơn đến lúc mà cây nó vàng hẳn hoặc là rễ nó thối hẳn thì khi đó chúng ta sẽ xử lý nó khó khăn hơn. Bị sốc nhiệt ẩm như vậy thì mình... do phân hay là bị ngộ độc phân hay là sâu, hay là trong cái thời gian bao lâu mình bỏ phân lại hay là mình không nên bỏ phân lại? Đúng, cái này là tôi cho là một câu hỏi rất là hay, bởi vì chúng ta phải biết rõ là sốc nhiệt ẩm có liên quan tới phân bón hay không, bởi vì gần đây là cái tranh chấp giữa các công ty phân bón và nông dân rất nặng nề chỗ này. Thì có một số nông dân khi mà chúng ta không hiểu một cách thấu đáo nguyên nhân thì mình lại không xử lý được cái vườn cây mình, nó dẫn đến là trầm trọng và cái thiệt hại lớn hơn. Chúng ta hiểu rằng sốc nhiệt ẩm là do một quá trình ngừng sinh lý do liên quan đến yếu tố thời tiết bất thường, tức là yếu tố về nước, nhiệt độ và ẩm độ của cây. Cho nên khi mà cây nó ngừng sinh lý như vậy thì nó sẽ không hút dinh dưỡng, không hút nước được. Cho nên cái vấn đề mà gia tăng nước tưới hoặc là gia tăng phân bón thì nó làm trầm trọng hơn sốc nhiệt ẩm. Như vậy thì chúng ta có thể hiểu rằng là nguyên nhân của sốc nhiệt ẩm không phải do phân bón, mà phân bón tức là yếu tố chúng ta cung cấp trong một môi trường rễ nó không hút được. Cho nên khi chúng ta tác động hóa học vào thì nó đẩy mạnh cái tốc độ thối rễ, tức là nó làm nặng nề hơn cái chuyện sốc nhiệt ẩm. Cho nên rõ ràng nếu như chúng ta hiểu cái sốc nhiệt ẩm là do sinh lý thì chúng ta giải độc sinh lý cây, nó khác với giải độc phân. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng nếu như mà chúng ta hiểu rằng cái sốc nhiệt ẩm do phân bón thì mình xử lý cách khác, tức là giải độc hóa học. Nhưng mà vì là sốc nhiệt ẩm cho nên mình lại đi theo đường là xử lý sinh lý cây, tức là làm cho cây nó phát đọt, phát rễ để mà nó vận chuyển nước, vận chuyển phân bón trở lại. Cho nên có thể khẳng định rằng sốc nhiệt ẩm và ngộ độc phân bón là hai cái lĩnh vực khác nhau, không phải là một. Tuy nhiên nếu như một vườn cây đã sốc nhiệt ẩm thì khi bón phân hóa học nó sẽ làm trầm trọng hơn. Còn nếu như chúng ta bón phân hữu cơ thô, tức là hữu cơ mà chưa thực sự hoai mục, thì nó cũng làm trầm trọng hơn cái vấn đề mà sốc nhiệt ẩm gây ra. Còn nếu như bà con mình dùng hữu cơ mà đã hoai mục hoàn toàn và kèm với vi sinh thì nó có tính chất kích rễ trở lại. Tức là những yếu tố nào mà kích mọc rễ
kích mọc đọt và kích vận chuyển nước trong cây. Đó là cái yếu tố giải độc sinh lý mà cái vấn đề ngừng nước của cây. Cho nên khi mà cây nó đã bị sốc nhiệt ẩm thì trước hết nông dân phải ngừng bón phân hóa học. Và chúng ta sẽ xử lý cái quy trình giải độc sốc sinh lý cây mà xử lý cái sốc nhiệt ẩm mà Viện Tây Nguyên chúng tôi đã phổ biến. Đặc biệt trong đó bón hữu cơ hoai kết hợp với men vi sinh hữu ích hoặc là có các vi sinh vật là hết sức quan trọng, có ý nghĩa tốt. Cho nên chúng ta lưu ý là ngừng NPK nhưng chúng ta lại tăng cường dùng cái hữu cơ hoai và hữu cơ tốt cùng với các biện pháp kích rễ kích lá khác thì cây nó sẽ khỏe. Năm 2019 là năm mưa nắng thất thường cho nên vấn đề sốc nhiệt ẩm của cây trồng diễn ra rất khốc liệt. Theo các chuyên gia nông nghiệp, trong điều kiện biến đổi khí hậu, việc canh tác cà phê nên đảm bảo 3 tầng tán, gồm tầng cây che bóng, kế đến là tầng cây cà phê, dưới cùng là thảm cỏ thực vật, sẽ giúp vườn phân tán ánh sáng đồng đều, ứng phó với bất lợi thời tiết, giảm thất thoát nước, giữ ẩm vào mùa khô và tăng độ mủn cho đất. Đồng thời bà con cần chú ý chỉ bón phân cho cây khi vườn đủ ẩm để tránh gây tổn thương cây và tổn thương rễ cây. Vậy thì tiến sĩ có thể vắn tắt lại những cái biện pháp mà xử lý sốc nhiệt ẩm để bà con nông dân có thể nắm bắt rõ được không ạ? Một cách vắn tắt nhất thì bà con có thể lưu ý rằng với cái cây cà phê hoặc những cây trồng khác mà chúng ta xác định nó sốc nhiệt ẩm thì chúng ta sẽ áp dụng một cái quy trình gọi là hồi phục và chúng ta kích hoạt lại cái sinh lý cây, thì nó có bao gồm là kích hoạt lại bộ lá, ngọn và cái lưu thông dinh dưỡng nuôi quả. Sau đó chúng ta sẽ kích hoạt lại bộ rễ và cái dòng vận chuyển nước dinh dưỡng từ rễ lên thân cây, thì bao gồm những giải pháp chính sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ phun những phân bón lá chuyên dùng cho cà phê, nó có tính chất là giữ trái, nuôi trái, rồi nó có cái tính chất kích phát đọt non và cung cấp đầy đủ đa trung vi lượng cho cái tán lá và cái ngọn non cho cà phê. Có như vậy thì cây cà phê nó mới thoát khỏi cái tình trạng mà đang thiếu hụt trầm trọng cái dinh dưỡng trên lá. Và nếu như bộ lá mà được cung cấp đầy đủ các đa trung vi lượng và các cái hữu cơ chuyên dụng cần thiết khác thì gần như nó hồi sinh trở lại. Và khi đó thì cái hoạt động hút nước, hoạt động thoát nước và cái hoạt động đưa nhựa xuống dưới rễ cây nó sẽ mạnh hơn. Và khi cái hoạt động như vậy thì chúng ta thấy rễ tơ nó sẽ bắt đầu hình thành. Và khi rễ tơ nó hình thành thì bà con bắt đầu các cái biện pháp là chúng ta sẽ kích phát bộ rễ. Là bằng cách là chúng ta sẽ xử lý các cái chế phẩm hoặc các cái phân hữu cơ có men sinh học để mà cho cái bộ rễ tơ nó phát triển mạnh hơn. Thì thường là vừa rồi chúng tôi đã cho rất nhiều nông hộ là sử dụng MK lăng để mà kích phát bộ rễ. Thì trong đó nó có yếu tố lăng vừa phải, có yếu tố hữu cơ và các cái yếu tố điều hòa sinh lý rễ cũng như các cái trung vi lượng mà để cho nó nhớ cái rễ tơ nó phát triển ra. Khi rễ tơ mà phát triển tương đối, bắt đầu được khoảng một tuần thì chúng ta sẽ đưa các cái hữu cơ vi sinh. Vì cái hữu cơ vi sinh lúc này nó rất quan trọng bởi vì nó mùi cái rễ ra rồi nó giải độc. Tại vì bản thân cái rối loạn sinh lý rễ nó cũng là nguyên nhân sốc nhiệt ẩm và do cái thời tiết nó bất thường như vậy. Thì khi chúng ta đưa hữu cơ vi sinh vào thì cái rễ cây nó sẽ phát triển đều mạnh trở lại và cái nó phá đi cái tình trạng đảo điện tích trong đất. Như vậy thì cái rễ cây nó sẽ hoàn toàn bình thường. Thì khi đó chúng ta sẽ có một cái sức khỏe rễ cây tốt và lúc đó thì chúng ta sẽ đưa NPK vào. Và lưu ý khi mà đưa NPK vào thì bà con đưa cái lượng vừa phải thôi. Tại vì nếu như cái rễ cây nó vừa trải qua một cơn sốc nhiệt ẩm, sốc cái yếu tố bất lợi như vậy mà chúng ta đưa lượng cao thì nó có thể bị tái sốc trở lại thì nó ảnh hưởng không tốt. Cho nên khi chúng ta đưa lượng thường là nửa so với hàng năm thì cây nó sẽ phát triển được. Và khi chúng ta thấy mà cây đã hoàn toàn bình phục thì chúng ta sẽ bón phân bình thường trở lại. Công ty cổ phần